Trương Thần Tiêu được công chúng biết đến nhiều hơn sau thành công của Thương Lan Quyết. Gần đây, anh tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong bộ phim Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong. Trương Thần Tiêu sinh ngày 18 tháng 10 năm 1999 tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Anh là diễn viên trẻ thuộc công ty ảnh thị Mạnh Dạng Bắc Kinh. Năm 2020, Trương Thần Tiêu thức gia nhập vào làng giải trí Hoa ngữ khi đảm nhận vai diễn Hình Gia Lượng trong bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường, Hôm nay trời cũng nắng. Sau bộ phim này, anh tiếp tục được mời tham gia dự án Bạn trai cùng phòng là người cá với vai diễn Trình Hy. Bộ phim đã được phát sóng vào ngày 7 tháng 4 năm 2022. Vào tháng 12 năm 2021, bộ phim có sự góp mặt của sao nam họ Trương là Sư Huynh xin làm theo kịch bản đã lên sóng trên Tencent Video. Ở trong phim, anh đảm nhận hai vai diễn Mai Địch và Ma Đế. Đến tháng 6 năm 2022, Trương Thần Tiêu đã có dịp hợp tác chung với nam diễn viên trẻ triển vọng Lâm Nhất và Triệu Kim Mạch trong bộ phim điện ảnh chuyển thể từ manga Nhật Bản, Người bạn một tuần với vai diễn Hứa Dịch. Nội dung phim kể về Lâm Tương Chi, Triệu Kim Mạch, cô gái thông minh dịu dàng ít nói nhưng lại mắc một chứng bệnh kỳ lạ. Ký ức của Tương Chi về bạn bè chỉ tồn tại trong 7 ngày. Kết quả cô trở thành người cô đơn không có người bạn nào ở bên cạnh. Một ngày nọ, từ Hữu Thụ, Lâm Nhất chuyển đến trường của Lâm Tương Chi. Trong quá trình cố gắng kết bạn với cô, Hữu Thụ đã phát hiện căn bệnh kỳ lạ. Sự tốt bụng và kiên trì của cậu đã khiến trái tim lạnh lùng và cô độc của Tương Chi dần trở nên ấm áp. Cả hai cùng nhau cố gắng vượt qua tuổi thanh xuân êm đềm. Thế nhưng chẳng thể ngờ, đằng sau căn bệnh của Lâm Tương Chi lại còn một bí mật đau lòng hơn. Sau khi Người bạn một tuần lên sóng đã nhận ngay lượt rating khủng và thu về nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Bởi cảm xúc vừa ngọt ngào vừa xúc động của tuổi thanh xuân mà nó đã mang lại. Dù Trương Thần Tiêu chỉ có một vai nhỏ, nhưng cũng góp phần tạo nên thành công cho tác phẩm. Đến ngày 7 tháng 8 cùng năm, sao nam họ Trương tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai diễn phụ Tuấn Phong trong dự án của Trang Tiên Hiệp Thương Lan Quyết. Phim không chỉ có nội dung hấp dẫn, đặc sắc mà còn hội tụ một dàn diễn viên sáng giá của làng giải trí Hoa ngữ như Ngưu Thư Hân, Vương Hạc Đệ, Từ Hải Kiều, Quách Hiểu Đình, Trương Lan Hách. Trong Thương Lan Quyết, Tuấn Phong là đệ đệ của Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương, Vương Hạc Đệ thủ vai. Dù là một quân vương thiếu niên luôn sống dưới hào quang của huynh trưởng, nhưng anh cũng có hoài bão và cá tính riêng. Sau khi hiểu lầm với Đông Phương Thanh Thương được hóa giải, Tuấn Phong đã ra sức giúp đỡ huynh trưởng thống nhất các dòng tộc và bảo vệ con dân của mình. Dù xuất hiện khá ít, nhưng Trương Thần Tiêu vẫn tạo được ấn tượng tốt trong lòng khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên dễ chịu. Cũng trong năm 2022, anh chàng có vai trong bộ phim Tuyệt Giao Đi Bố nhưng đến nay vẫn chưa lên sóng. Gần đây, chàng diễn viên trẻ được chú ý khi góp mặt trong dự án phim Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong, đời trước của thiếu niên Ca Hành. Trong phim, Trương Thần Tiêu vào vai Nam Cung Xuân Thủy, sư phụ của Bách Lý Đồng Quân Hồ Minh Hạo, Tư Không Trường Phong Hạ Chi Quang và Lý Hàng Y. Vì sự bừng sáng, trẻ trung giúp nam diễn viên gây ấn tượng được với fan phim. Từng tham gia diễn xuất trong một số web drama trước đây, Trương Thần Tiêu hiện vẫn chưa được biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, những bức ảnh lít tạo hình nhân vật của anh trên phim trường Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã đúng tim không ít khán giả nữ. Tối ngày 14 tháng 8 vừa qua, nền tảng Youku bất ngờ mở gói xem trước các tập cuối của bộ phim. Khán giả có thể biết được kết cục của các nhân vật mình yêu thích mà không cần phải chờ đợi theo lịch chiếu trước đó. Dù nội dung ở những tập này đã lấy nhiều nước mắt, tuy nhiên theo nhận xét của phần đông người xem, kết quả của Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong vẫn khiến họ cảm thấy hụt hẫng bởi sự ra đi của Diệp Đỉnh Chi, Hà Dữ. Anh lựa chọn hy sinh bản thân để đổi lấy sự yên bình cho mọi người. Song khán giả vẫn có thể thông cảm vì phim bắt buộc phải tuân theo logic của vũ trụ thiếu niên. Sự liên kết này là sức hút của tác phẩm nên người xem vẫn có thể tiếp theo dõi các nhân vật mình yêu thích ở phần phim về đời sau của họ, đó là Thiếu niên Ca Hành. Truyền thông xứ Trung nhận xét, Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong là phim cổ trang võ hiệp đáng xem ở thời điểm hiện tại. Từ nội dung, kỹ xảo hình ảnh đến những màn võ thuật đều thể hiện sự nghiêm túc, tâm huyết của ekip và các diễn viên trẻ dành cho bộ phim. Dẫu vậy, hiệu quả phát sóng của phim vẫn chưa đạt đến kỳ vọng của nhà sản xuất. Nếu so với các tác phẩm mang khách trước đó của nền tảng Youku như Mặc Vũ Văn Giang, Hoa Giang Lệnh hay Thiếu niên Ca Hành có chung tuyến nhân vật thì Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong vẫn chưa thể sánh kịp. Điểm cộng của phim chính là diễn xuất của các diễn viên trẻ như Hồ Minh Hạo, Hà Dữ, Hạ Chi Quang, Trương Thần Tiêu. Họ được đánh giá là diễn tròn vai, có sự linh động, phong thái thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, mang đến làn gió mới cho khán giả sau phim truyền hình. Netizen xứ Trung cũng hy vọng các nhà làm phim có thể trao nhiều cơ hội hơn cho lứa diễn viên trẻ có diễn xuất tốt như những cái tên kể trên.